Nam Mô A Di Đà Phật, một răng sứ, răng số 6, hàm dưới của một cô thiện nữ nhân khoảng 50 tuổi sau khi đã hoàn thành và chuẩn bị lắp lên miệng. Bệnh tâm khẩu nhập, hỏa tâm khẩu xuất, phòng bệnh hơn chữa bệnh, bất an tăng thọ, bất mặc tăng phước, bất ngủ tăng lộc, tiết thực thuần chay, thực dưỡng dưỡng sinh thuận theo tự nhiên là phúc. Nguyện cầu cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật.